Kính chào cô chú anh chị nha, hiện tại Thánh Len đang có mặt tại ấp 8 xã An. Kính chào cô chú anh chị nha, hiện tại Thánh Len đang có mặt tại ấp 8 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và đây, Thánh Len đang có một cái sản phẩm nhà nha cô chú anh chị nha. Nhà này thì sẽ sân đậu xe hơi nha cô chú anh chị. Đây thì cô chú anh chị thấy rằng là nhà này nhà cấp 4, nhà gác lửng nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị cùng theo Thánh Len nhé, đi vào trong nhé. Với cái thiết kế ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế quen thuộc với nhà gác lửng, cầu thang thì sẽ ở phía ngoài này luôn. Đấy, thì vị trí này cô chú anh chị sẽ thấy rằng là có cái ô cửa sổ để đón gió luôn và ánh sáng ở ngoài nhé. Đấy, thì đi vào trong rất là đơn giản, cũng không có gì là xa lạ cả. Đây đó chính là cái gian bếp của chú anh chị. Đây, đây là cái gian bếp. Ở đây chúng ta sẽ về bài trí thêm nhé mọi người. Đây thì nhà xây thô lên của chú anh chị. Và ra đây thì trong này sẽ có phòng ngủ. Phòng ngủ ở đây thì khá là vừa. Đấy, một cái không gian vừa đủ cho người già, trẻ em ở phía dưới lầu ha. Đây, chúng ta cùng đi ra để chúng ta ra cuối cái căn nhà. Cuối căn nhà thì ở vị trí này sẽ là cái giếng trời của chú anh chị. Cô chú anh chị đang được thấy là phía trên thì chúng ta có giếng trời, có bãi phơi quần áo, cũng như là ở đây thì sẽ có cái toilet. Đấy, toilet rất là rộng của chú anh chị. Đây, nút bấm xả bật các cái chế độ đây. Đấy, cô chú anh chị thấy không ạ? Và toilet thì khá là rộng, rất là rộng của chú anh chị nhá. Bây giờ chúng ta đi lên trên này. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cái cầu thang vừa phải. Đây, leo lên. Đấy, cô chú anh chị thấy không ạ? Đây, một cái cầu thang ở vị trí này. Cầu thang thì được thiết kế vừa tầm bước của chú anh chị. Vâng, cô chú anh chị đang được thấy là đây sẽ là cái khu vực mà chúng ta sẽ để thờ gia đạo ở vị trí này nha mọi người nha. Đấy, thờ. Vâng, đi vào đây. Phòng của chú anh chị. Đây, phòng này mọi người thấy không? Phòng khá là rộng, rộng rãi, thoải mái. Đấy. Và căn nhà này có 3 phòng ngủ của chú anh chị, 2 toilet, 3 phòng ngủ. Trên lầu thì cái phòng này tôi cũng khá là thích, có cửa sổ để chúng ta lấy cái ánh sáng của chú anh chị. Đấy, ra đằng sau, đúng không ạ? Và đây, đây thì sẽ là cái toilet của chú nhị, khá là rộng. Đấy, toilet rộng của chú nhị. Đấy, rộng cực kỳ luôn. Đây, toilet cực kỳ rộng luôn mọi người. Đấy, thì đây là toàn bộ cái căn nhà tôi đã quay cho mọi người thấy rồi, xem rồi hết cái vị trí căn nhà này rồi. Đấy, thì khá là rộng của chú nhị. Ở 4 đến 5 người cô chú anh chị rất thoải mái, một cái gia đình hai thế hệ thì ở đây là ok nhá. Đấy, thì toàn bộ cái căn này thì tôi đã quay từ trên xuống dưới cho cô chú anh chị xem rồi. Đường thông mọi người nhá. Ở đây thì vị trí này buổi sáng chúng ta có thể buôn bán đồ ăn sáng này. Đường này thì công nhân đi rất là đông cô chú anh chị nhá. Đấy, công nhân đi vào khu nghiệp rất là đông. Đây thì chúng ta nhìn thấy khu nghiệp luôn. Với cái bất động sản này thì đang bán với giá là 1 tỷ tư cô chú anh chị. Đấy, 1 tỷ tư. Cô chú anh chị mà xem nhà xong rồi thì chúng ta có thiện chí mua thì liên hệ cho em nhé. Gặp trực tiếp chính chủ để chúng ta sẽ giao dịch được cái giá hợp lý nhất nha cô chú anh chị nhé.